Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài thăm và tặng quà cho công nhân lao động. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tiếp xúc với cử tri huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới. Quảng Bình sẽ chính thức sử dụng vaccine 5-1 mới vào tháng 7 năm 2018. Các địa phương trong tỉnh tổ chức các lễ hội trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, tối 26 tháng 4, Liên hoan đàn và hát dân ca năm 2018 đã bế mạc và trao giải sau 2 ngày diễn tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình. Chương trình cũng đã được công diễn các tiết mục xuất sắc phục vụ công chúng. Dự lễ bế mạc có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và đông đảo nhân dân trên địa bàn. 8 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Bình đã mang giai điệu âm nhạc dân gian đặc trưng của địa phương mình đến tham gia tranh tài ở liên hoan đàn và hát dân ca năm 2018. Quảng Bình là miền đất phong phú các loại hình diễn xướng dân gian, các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống được gìn giữ tại cộng đồng bằng phong trào văn hóa văn nghệ mang tính kế thừa và được trao quyền qua nhiều thế hệ. Liên hoan dân ca Quảng Bình năm 2018 vì thế mà phong phú màu sắc dân ca, dân vũ và nét nổi bật nhất của liên hoan không chỉ được đầu tư nâng cao chất lượng nghệ thuật mà độ tuổi đang được trẻ hóa. Tại cái liên hoan dân ca này thì Lệ Thủy đã đưa đến những cái tiết mục đậm bản sắc của quê hương và tự hào rằng là quê hương mình có một cái di sản của quốc gia. Khi mà tham gia hội thi này thì em cảm thấy mình rất là tự hào để tiếp tục là nối tiếp truyền thống của những thế hệ đi trước để còn lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc của quê hương Lệ Thủy. Liên hoan dân ca Quảng Bình năm 2018 không chỉ là nơi nuôi dưỡng phong trào nghệ thuật quần chúng tại địa phương, mà đây còn là cơ hội để phát hiện các nhân tố mới và tôn vinh các giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân tộc. 2 năm 1 lần, Liên hoan đàn và hát dân ca Quảng Bình do Sở Văn hóa Thể thao tổ chức là dịp cho các nghệ nhân, các diễn viên quần chúng có cơ hội thể hiện niềm đam mê yêu nghệ thuật dân gian của mình, mà đó còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ cho các bạn trẻ có mong muốn theo đuổi ước mơ kể thừa và phát huy văn hóa truyền thống của ông cha. Năm 2018, Liên hoan dân ca Quảng Bình được đánh giá là một liên hoan thành công về nhiều mặt. So với các lần liên hoan trước đây, thì Liên hoan đàn và hát dân ca tỉnh Quảng Bình năm 2018 phải nói là một cái chương trình hết sức đặc biệt ở chỗ là so với các năm thì năm nay thì tính chất và quy mô nó lớn hơn. Cái thứ hai là tất cả các tiết mục không chỉ dừng lại ở cấp độ văn nghệ quần chúng mà đó đã nâng tầm lên gọi là nghệ thuật quần chúng. Đặc biệt là các em thiếu niên đã tham gia trong chương trình rất nhiều. Điều đó khẳng định rằng thì bảo tồn và thì lưu giữ cái nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc không những là những cái vốn dân ca dân vũ của Quảng Bình nói riêng mà dân ca dân vũ của Bình Thiên nói chung nó đã ăn sâu vào trong cái tiềm thức của mỗi người dân chúng ta. Cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc, Liên hoan dân ca Quảng Bình năm 2018 thực sự là một tín hiệu mừng cho công tác trình diễn dân ca, dân vũ, bảo tồn phát huy các giá trị di sản tại các địa phương của tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi thấy là liên hoan là nghệ thuật quần chúng đàn dân ca Quảng Bình năm 2018 thì từ thế này qua buổi đêm diễn thì tôi có tham gia và xem nhất là những là điều dân ca là mang bản sắc là văn hóa dân tộc của Quảng Bình như Khoan Lệ Thủy, rồi ca trù, rồi họ Minh Hóa thì chúng tôi thấy là rất vui và rất thích. Và hôm nay là buổi cuối cùng tôi xem là những tiết mục xuất sắc để chọn lọc ra công diễn thì chúng tôi thấy là một làn điệu dân ca thật hay và chúng tôi rất yêu thích làn điệu dân ca của mình. Nằm trong các hoạt động của Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới năm 2018, Liên hoan đàn và hát dân ca Quảng Bình năm 2018 thực sự là một sân khấu nghệ thuật chất lượng, thỏa mãn kỳ vọng ban tổ chức của khán giả yêu dân ca. Một liên hoan thành công về nhiều mặt và mang đến sự khởi sắc cho một phong trào phát huy giá trị di sản, tôn vinh văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại. Tại liên hoan, ban tổ chức đã nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho công nhân lao động nhà máy xử lý rác thải, sản xuất bioga và phân bón khoáng hữu cơ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển dự án Việt Nam. Đến thăm công nhân lao động, nhà máy xử lý rác thải sản xuất bioga và phân bón khoáng hữu cơ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển dự án Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã ân cần thăm hỏi tình hình việc làm, đời sống của người lao động. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương những nỗ lực của cán bộ, công nhân lao động của đơn vị, đồng thời mong muốn tập thể đơn vị tiếp tục phấn đấu, đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Nhà máy xử lý rác thải sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Dự án Việt Nam có tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng. Với dây chuyền công nghệ hiện đại của Cộng hòa Liên bang Đức, nhà máy có thể phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt với công suất 245 tấn trên một ngày. 3 dây chuyền sản xuất khí sinh học, nhiệt phân kết hợp phát điện, xây dựng nguồn điện gió, điện mặt trời với công suất 10 MW và một dây chuyền sản xuất phân bón khoáng hữu cơ công suất 10.000 tấn trên một năm, phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp sạch, công nghiệp trong nước cũng như xuất bán ra thị trường nước ngoài. Nhà máy đã vận hành và đi vào hoạt động khá hiệu quả từ tháng 8 năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo nhà máy cần quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong vấn đề xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Do vậy, các sở ngành địa phương liên quan cùng phối hợp tạo mọi điều kiện hỗ trợ tối đa để nhà máy hoạt động đạt hiệu quả cao nhất và mang tính bền vững. Sáng nay ngày 27 tháng 4, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình sản xuất công nghiệp thương mại quý 1 năm 2018 và một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trong quý 1 năm 2018, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do việc tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp chủ yếu như xi măng, bia, chế biến cao su, gạch không nung và một số sản phẩm khác còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn chưa phát huy hết năng lực sản xuất, nên chỉ số sản xuất công nghiệp quý 1 năm 2018 chỉ tăng 5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 2.600 tỷ đồng. Tuy chỉ số và giá trị sản xuất công nghiệp có tăng trưởng, nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hoạt động thương mại nội địa trong thời điểm này diễn ra khá sôi động, do các cơ sở chuẩn bị nguồn hàng hóa cung cấp cho thị trường dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 5.700 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Hoạt động xúc tiến đầu tư và triển khai các dự án phát triển công nghiệp được ngành công thương tập trung triển khai thực hiện. Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Công Thương đã làm việc với Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Doha của Hàn Quốc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công Thương để xúc tiến triển khai các dự án may xuất khẩu, dự án điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối và triển khai dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1 và 2. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như khuyến công, xúc tiến thương mại, quản lý thị trường, quản lý vật liệu nổ công nghiệp, công tác cải cách hành chính và một số nhiệm vụ khác được ngành tập trung triển khai và đạt hiệu quả khá toàn diện. Mục tiêu phấn đấu cuối năm 2018 là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7-7,5% so với năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp là 11.480 tỷ đồng, tăng 8-8,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 23.120 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017. Để đạt được mục tiêu trên, tại buổi làm việc, ngành công thương đã báo cáo các nhóm giải pháp thực hiện và đề xuất kiến nghị các vấn đề nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất công nghiệp, tạo cơ chế chính sách để thu hút đầu tư và thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng quy mô để mạnh sản xuất kinh doanh. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực của Sở Công Thương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương ra soát lại quy hoạch tổng thể về công nghiệp thương mại, mạng lưới xăng dầu, tập trung tham mưu đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để các dự án đầu tư phát huy hết công suất, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tăng cường quản lý điện nông thôn, nghiệm thu bàn giao dự án điện mặt trời, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đảm bảo cung cầu hàng hóa, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường giá cả, chống sản xuất buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Hôm nay ngày 27 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm cả ông Nguyễn Minh Cường, ông Nguyễn Văn Man, Nguyễn Ngọc Phương đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Đồng Hới, đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo tóm tắt sự kiện nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 sắp tới. Theo dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6. Tại buổi tiếp xúc,
cử tri Đồng Hới đã bày tỏ sự vui mừng trước những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng hiện nay. Tuy nhiên, tình trạng lợi dụng chức quyền, chạy chức, chạy quyền vẫn còn xảy ra. Một số cử tri cũng đã thể hiện sự quan tâm trước các vấn đề nóng của xã hội như những bất cập đối với ngành giáo dục hiện nay, nhất là việc đổi mới liên tục về cơ chế thi cử, lỏng lẻo trong phong hàm giáo sư, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, mê tín dị đoan. Cử tri phường Hải Thành kiến nghị về tình trạng bất cập trong việc cấp nước sạch cho người dân, chính sách nhà ở cho người có công. Tiếp xúc với cử tri huyện Bố Trạch, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào các nội dung như chế độ trợ cấp của cán bộ hợp tác xã trong thời kỳ bao cấp, tình trạng thiếu nước sản xuất và thiếu nước sạch tại các xã phía Bắc huyện Bố Trạch, việc xây dựng cơ sở chế biến gỗ răm khu vực đầu nguồn hồ chứa nước Vực Xanh gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân các xã Mỹ Trạch, Hà Trạch. Tình trạng sạt lở đê kè dọc sông Xanh ở xã Bắc Trạch và sỏi lở kè chặn sóng ở xã Hải Trạch, Thanh Trạch gây nhiễm mặn và ảnh hưởng đến đời sống của người dân sống xung quanh và nhiều vấn đề quan tâm khác. Các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận ý kiến của cử tri, đồng thời giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại đã được tổng hợp gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Mười một giờ ba mươi phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh nghĩ cuối cùng của chính quyền Sài Gòn bị tiêu diệt, lá cờ chiến thắng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Đây là thời điểm lịch sử đánh dấu thành phố Sài Gòn gia đình hoàn toàn giải phóng, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử trong ngoài xâm của nhân dân ta, là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiền bộ trên toàn thế giới. Đại thắng mùa xuân 1975 là thành quả vĩ đại của nhân dân ta, thể hiện ý chí khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất tổ quốc của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng đối với mỗi người con đất Việt, thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi là mốc son chói lọi, một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày 27 tháng 4, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy cùng lãnh đạo thị xã Ba Đồn đã dâng hương nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo thị xã Ba Đồn đã kính cẩn nghiêng mình thắp những nén hương, bày tỏ lòng thành kính trước vong linh của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Nối tiếp truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thị xã ngày càng phát triển. Sau lễ viếng và đặt vòng hoa tại nhà bia tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, lực lượng vũ trang thị xã đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo thị xã cùng đoàn đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp hương và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn của Đại tướng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng lừng danh thế giới, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Cũng trong sáng ngày 27 tháng 4 năm 2018, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch, các ban ngành, đoàn thể đã đến viếng, đặt vòng hoa tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Xuân. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam và các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh của Đại tướng và các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Trạch nguyện hứa đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sau lễ viếng, các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã đến thắp hương trên từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang xã Quảng Xuân. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Quảng Bình sẽ chính thức sử dụng vaccine 5 trong 1 mới vào tháng 7 năm 2018.
các địa phương trong tỉnh tổ chức các lễ hội trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Sáng nay ngày 27 tháng 4, Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Hà Vĩnh Trung, trưởng phòng chính sách, đào tạo cán bộ, ban tổ chức tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, bắt đầu từ tháng 7 năm 2018, Quảng Bình sẽ dừng sử dụng vaccine Quinvaxem để đưa vaccine 5-trong-1 mới ngừa bạch hầu, ho gà, uẩn ván, viêm gan B và viêm phổi, viêm màng não vào tiêm cho trẻ em theo quy định của Bộ Y tế. Theo đó, dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia vừa chính thức công bố đưa vaccine 5-trong-1 mới có tên gọi là Combify vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Vaccine này có các thành phần giống như vaccine Quinvaxem. Vì vậy, những trẻ chưa tiêm đủ mũi Quinvaxem sẽ được tiêm vaccine Combify. Đây là loại vaccine do Ấn Độ sản xuất. Trước khi được đưa vào Việt Nam, vaccine này đã được sử dụng tại hơn 40 quốc gia và đạt tỷ lệ an toàn theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hồi rằm tháng 3, sáng nay ngày 27 tháng 4, huyện Minh Hóa đã tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2018. Tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng năm nay có 7 đội, quy tụ hơn 100 diễn viên và nhạc công. Đến với hội diễn, mỗi đội mang đến một chương trình nghệ thuật hoàn chỉnh, thời lượng 30 phút. Nội dung chủ yếu là ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, truyền thống anh hùng của dân tộc, biển đảo, những thành tựu của đất nước trong thời kỳ đổi mới, đất và người Quảng Bình. Đặc biệt có nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của huyện Minh Hóa được đầu tư dàn dựng công phu. Hội diễn nghệ thuật quần chúng là dịp để cả đơn vị diễn viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tích cực trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị nghệ thuật dân gian, những nét riêng biệt của người dân Minh Hóa. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch phối hợp với Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống lần thứ 2, hội thi cá trắm sông Son và liên hoan ẩm thực năm 2018 với rất nhiều hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc truyền thống của quê hương. Một trong những hoạt động mang đậm dấu ấn và thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách và người dân địa phương là lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Son. Với sự tham gia của các đội đua nam nữ đến từ các xã Sơn Trạch, Hải Trạch, Nhân Trạch, Liên Trạch, Hưng Trạch, Phủ Trạch, Đức Trạch và Thanh Trạch. Trên Bố Trạch mình có tổ chức đua bơi trong của tám xã của huyện. Đây anh em của đội đua của xã Sơn Trạch cũng có là huấn luyện thời gian một tuần thôi. Hôm nay nói chung đá treo đua bơi thì cũng được giải nhất, cũng được phấn khởi cho xã Sơn Trạch. Các đội đua rất nồng nhiệt và náo nhiệt và rất hứng thú. Hy vọng là lần sau sẽ còn những đội đua như thế này. Cùng với môn đua thuyền, lễ hội cũng diễn ra nhiều hoạt động như diễu hành thuyền du lịch, tôn vinh thuyền du lịch đẹp, lái thuyền an toàn. Liên hoan ẩm thực với sự có mặt và đồng hành của vua đầu bếp Việt Nam năm 2015 Nguyễn Thanh Cường đã thu hút sự tham gia đông đảo của người dân xã Sơn Trạch và đông đảo du khách đến tham quan di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Được tổ chức lần đầu vào năm 2016 dựa trên sáng kiến của Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, lễ hội đua thuyền truyền thống và hội thi cá trắm sông Son là lễ hội được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người dân địa phương. Đây còn là hoạt động góp phần tôn vinh những người nông dân nuôi cá giỏi, đồng thời để quảng bá sản phẩm cá trắm sông Son đến với du khách trong nước và quốc tế. Hôm nay là nghe tin ở Phong Nha - Kẻ Bàng có cái lễ hội đua thuyền và thi cá trắm. Thì chúng tôi đến và thấy không khí ở đây rất là vui vẻ và nhộn nhịp, mọi người rất là đông đúc. Chúng tôi hy vọng là lần sau lại được đến đây để tham quan du lịch một lần nữa. Chúng tôi dự kiến trong cái đợt này bình quân một ngày khoảng 8-9 ngàn lượt người. Do vậy Ủy ban huyện đã có cái kế hoạch rất cụ thể, phân công cả phòng ban, đặc biệt khi là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phân công cho lực lượng công an, đặc biệt lực lượng công an trật tự, công an cảnh sát giao thông và bố trí các điểm đường để phân luồng cũng như bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Năm nay thì bỏ thêm một số hoạt động khác, chẳng hạn như là ném rượu vào lửa, rồi là tổ chức các cái món ẩm thực, rồi thuê đầu bếp nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh về để thực hiện các món ăn để phục vụ du khách trên địa bàn trong dịp lễ này.
lễ hội đua thuyền truyền thống lần thứ hai, hội thi cả trắm sông Son và liên hoan ẩm thực năm 2018 là một trong các chuỗi hoạt động nhằm góp phần tạo nên dấu ấn đậm nét trong mùa du lịch năm 2018 tại Phong Nha Kẻ Bàng. Tối qua ngày 26 tháng 4 tại công viên Nhật Lệ, phường Đông Mỹ, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức khai mạc chương trình âm nhạc đường phố mùa hè năm 2018. Đã trở thành một nét sinh hoạt quen thuộc của người dân thành phố Đồng Hới. Những bạn trẻ đến từ nhiều nơi khác nhau, làm những công việc khác nhau, nhưng có chung niềm đam mê âm nhạc lại quy tụ về công viên Nhật Lệ vào thứ Bảy hàng tuần để cùng nhau cất lên những ca khúc hát về thành phố trẻ hay hát về cuộc sống. Họ không chỉ gặp nhau để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc mà họ còn mang đến cho du khách những nét văn hóa trong cuộc sống thường ngày của người Đồng Hới. Thưa quý vị và các bạn, bước vào tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hồi rằm tháng 3 năm 2018, những ngày này, huyện Minh Hóa thu hút đông người dân và du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Vì vậy, công tác quản lý thị trường, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết được các ngành chức năng trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm. Để bảo vệ quyền lợi cho du khách khi đến tham quan, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trong tuần lễ văn hóa thể thao du lịch vào hồi rằm tháng 3 ở huyện Minh Hóa, đội quản lý thị trường số 7 đã phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh trong thời gian diễn ra lễ hội. Cơ sở tôi lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ và các cái điều kiện ở phòng ốc sạch sẽ, gọn gàng và đầy đủ trong phòng để đón các đoàn về lưu trú và nghỉ dưỡng. Giá cả thì không có tăng quá cao, nhưng chỉ có là cái giá cả chị làm phù hợp. Bởi vì trong những ngày lễ thì khách đông hơn và chị thuê thêm người và chị điều chỉnh hợp lý với mức bình thường. Cả cơ quan chức năng của huyện Minh Hóa cũng tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các nhà hàng, khách sạn, điểm kinh doanh dịch vụ, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Những cái đơn vị mà không chấp hành những cái quy định về pháp luật của trong hoạt động kinh doanh thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý để răn đe, để làm sao để lễ hội được thành công và tốt đẹp. Việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng hóa và giá cả thị trường trong tuần lễ văn hóa thể thao du lịch vào hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa không chỉ góp phần ổn định thị trường mà còn hình thành nên phong cách phục vụ văn minh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến với huyện vùng cao Minh Hóa. Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác. Ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng than, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 27 ngày 28 tháng